Kính thưa bà con cô bác họ Mạc Việt Nam, người xưa có câu: vật bản Hồ Thiên, nhân bản Mạc tộc. Nghĩa là vạn vật do trời đất sinh ra, con người do dòng tộc sinh ra. Trải qua hơn 400 năm theo dòng lịch sử, con cháu họ Mạc khắp mọi nơi trong cả nước tụ hội về đất tổ, thắp nén hương thơm, kính dâng lên tiên tổ và báo cáo với tiên tổ rằng con cháu họ Mạc thất tán hôm nay đã tụ hội đông đủ. Cách đây hơn 400 năm, cụ Trạng Nguyễn Bình Khiêm đã để lại lời sấm truyền cho con cháu họ Mạc rằng: 400 năm trở lại ban đầu, 13 đời sau chung nhau một gốc. Quả đúng như lời cụ Trạng đã nói, sau 400 năm con cháu họ Mạc khắp cả nước, dù mang họ nào cũng đã hướng về đất tổ, trở về với cội nguồn. Hội đồng gia tộc họ Mạc Việt Nam ra đời, ban liên lạc họ tộc đã tổ chức chấp nối tất cả bà con gốc Mạc trong cả nước quy tụ về quê cha đất tổ. Dù chúng ta có mang họ nào thì chúng ta cũng cùng chung một huyết thống là con cháu hậu duệ của vương triều nhà Mạc. Dù ai muôn nẻo nơi đâu, đến ngày giỗ tổ cùng nhau mà về. Để tri ân công đức với tổ tiên, hội đồng gia tộc họ Mạc Nghệ Tĩnh cho phát hành đĩa hát lưu hành nội bộ đến với bà con họ Mạc trong cả nước với ca khúc Tiếng Kèn Âm Vang. Ca khúc Tiếng Kèn Âm Vang có những hình ảnh về tổ tiên ta tại kinh đô xưa Nghi Dương, kinh thành Thăng Long hay những dấu tích còn lại ở Lạng Sơn, Cao Bằng, nhằm nhắc nhủ con cháu họ Mạc luôn phấn đấu vì truyền thống dòng họ, làm xứng danh con cháu một vương triều, đoàn kết bên nhau xây dựng cuộc sống. Dưới thời đại Hồ Chí Minh, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, con cháu họ Mạc luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, biết bao tấm gương anh hùng, dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay, con cháu họ Mạc đang vươn lên xây dựng và làm giàu cho quê hương đất nước, làm rạng danh con cháu một vương triều. Xin trân trọng cảm ơn.